Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục một số cái khuyết điểm ở trên cái máy TV mà internet mình đang sử dụng cái TV internet của Sony. Nhưng mà cái đời của mình nó hơi bị lâu đời rồi nên cái remote của nó có thể là không có cái micro điều khiển tiếng nói, thì mình phải sử dụng cái phím lên xuống rất là lâu. Đôi khi nó còn bị đứng nữa. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một số cách mà cho các bạn khắc phục cái tình trạng đứng nha. Ví dụ như là mình đang kết nối cái mạng wifi, cái wifi đấy nhá. Thì nếu mà cái mạng của nhà bạn bị lắc, TV này này bị lắc, thì các bạn nên chuyển sang cái dây mạng đằng sau cái TV, thì nó sẽ có một cái đây, cái jack mạng này. Đấy, mạng này là mạng LAN đấy các bạn. Thì các bạn đấu từ modem qua cái mạng LAN này, thì chúng ta không sử dụng wifi nữa, chúng ta sử dụng cái mạng dây, xem có cải thiện được cái gọi là mạng lắc không nhá. Rồi cái kế tiếp thì chúng ta có thể là cập nhật cái chương trình cho nó. Ví dụ ở đây mình sẽ làm trên cái TV Sony. Do là cái TV của mình nó lâu đời rồi nên là rồi là nó rất là chậm khi mà chúng ta cài đặt. Thì các bạn kiếm vô thiết lập này, chúng ta vô phần hỗ trợ khách hàng này, chúng ta kiếm phần mà cập nhật này, cập nhật phần mềm này. Ok, chúng ta cập nhật qua mạng nếu cái máy của bạn bị lắc nha. Rồi đồng ý, nó kiểm tra cái hệ thống để nó cập nhật cái chương trình cho mình. Cách thứ ba mình muốn giới thiệu các bạn là mình sẽ sử dụng một thiết bị bên thứ ba. Đây, mình mua một cái Chromecast Google TV. Mình sẽ gắn cho cái TV này. Do là cái TV của mình nó hơi lâu đời rồi. Nó hơi chậm so với một số cái TV sau này. Bây giờ mình sẽ bóc hộp và mình sẽ gắn lên cái TV này cho các bạn xem. Đây là phương án thứ ba. Thứ nhất là các bạn chuyển cái mạng wifi sang cái dây mạng LAN. Hai là chúng ta cập nhật chương trình. Và ba là chúng ta có thể là dùng cái bên thứ ba này. Bên thứ ba này là hiệu quả nhất này. Đây. Này mình sẽ bóc ra cho các bạn xem. Và mình sẽ ghim vô. Ở đây là các thiết bị có trong cái Chromecast nha. Này. Một cái điều khiển. Đây có một cái cục sạc, cục nguồn này. Dây. Thêm hai cục pin. Hai cục pin này. Và một cục sạc. Đó. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn vô. Rồi, mình sẽ gắn vô cho các bạn. Một cục nguồn. Đây là cái Chromecast này. Đây là cái remote. Dây. Đi kèm thì có hai cục pin. Đây mình có mua một cái bao bì là cái bọc á, bảo vệ cho cái remote này. Rồi bây giờ mình sẽ cắm vô TV.
Đây là quá trình mình đang cài đặt cái Chromecast TV. Nó đang cài đặt bản cập nhật hệ thống. Và đây là cái TV mà mình đã cài xong cái Chromecast Google TV. Đây. Và mình đang sử dụng qua cái Chromecast để điều khiển cái TV. Các bạn thấy là nó khá là